Ok, để mình feedback cái bài này cho bạn nhé. Thì bài này cũng gần được rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải sửa thêm một tí nữa. Như thế này. Vẫn cần sửa thêm tí nữa để cho cái đuôi nó mềm mại và mượt hơn. Ở đây ấy, nó phải đập xuống trước một frame. Tức ở đây đập xuống như này đúng không? Thì cái frame trước đó nó phải đập xuống rồi ha. Cái đốt đầu tiên nó đập xuống. Sau đó hai cái đốt sau thì trễ lại. Đó. Sau đó tới đây thì là cái đốt thứ nhất và thứ hai đập xuống. Còn đốt thứ ba trễ lại. Chúng ta sẽ stretch cái đuôi ra. Stretch cái đuôi ra ở đây ha. Đó. Để tạo ra cái cảm giác đập xuống như này. Từng đốt một. Từng đốt một nó trải ra ha. Đốt đầu tiên này trải ra này. Hai đốt sau trễ lại. Sau đó đốt thứ hai trải xuống này. Đốt thứ ba trễ lại này. Sau đó là cả ba đốt này. Cả ba đốt trải ra này. Đó. Sau đó đi lên. Đó. Nó phải đi từng chút như vậy. Chứ ở đây đập một frame như thế này liền như của bạn hiện tại nó quá nhanh. Cho nên nó bị giật. Ở đây cũng vậy, ở đây khi mà nó tiếp đất đây thì đốt đầu tiên đập xuống, hai đốt sau trễ lại này. Đó. Cong về sau mà đuôi lúc bay thì phải cong về sau, luôn luôn bay cong về sau như thế này nhé. Chứ không để lên như vậy. Đó, đập đầu tiên xuống này, sau đó đốt thứ hai, đốt thứ ba trễ lại này. Mình phải cường điệu lên stretch nó ra. Sau đó đốt chỗ này thì có thể là vẫn overlap với đốt cuối tí. Đó, sau đó mới cả ba đốt đi lên như thế này. Đây cũng vậy nữa. Đây này, khi nó xuống này thì đốt đầu tiên đi lên này, hai đốt này phải trễ lại này. Ở đây thì vẫn phải trễ lại từ từ thôi, nhanh quá. Đây cũng vậy ha. Ở đây đập đuôi xuống, đốt đầu tiên đập xuống, hai đốt sau trễ lại, đập xuống. Sau đó ở đây hơi nhanh đó, vẫn còn nhanh quá. Đó, stretch cái đuôi ra để nó chạm sàn để tạo cảm giác nó trễ hơn đó, nó trễ hơn những đốt kia. Đây lên, ở đây lên sớm quá này. Lên từ từ thôi, vẫn cong. Còn đây đi xuống mà, đi xuống thì đuôi phải đánh lên chứ, nó phải tiếp đà đánh lên chứ. Đó. À, coi kỹ lại từng cái hình vẽ của mình xong rồi sửa lại cho đúng nha. Ở đây này, đụng xuống thì đốt đầu tiên đập xuống này, hai đốt kia trễ lại này. Đó. Ở đây là sai này, ở đây đi xuống đốt này đánh lên là sai này. Đi xuống thì đốt đầu tiên đập xuống hai đốt này trễ lại này. Sau đó đốt thứ hai đập xuống, đốt thứ ba trễ lại này, sau đó cả ba đốt đập xuống này. Đó, sau đó từng đốt một đi lên, từng đốt một đi lên này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Chứ không phải là cong như vậy. Ở đây là sai này, đánh xuống như thế này là sai này. Cả ba đốt duỗi ra về là sai này. Đốt đầu tiên đi xuống trước, nhưng mà hai đốt kia vẫn cong ngược như thế này. Đó, cong ngược như thế này, cong ngược như thế này, từng đốt một. Thấy chưa? Từng đốt một sau đó trải ra. Cả ba đốt trải ra chứ không phải là nó uốn éo như vậy á, không phải nó chỉ đơn giản là hình chữ C ngược sau đó đổi thành hình chữ C theo kiểu như này, không phải, mà là từng đốt một nó đi xuống, ban đầu là đốt đầu tiên đi xuống trước, hai đốt này vẫn còn trễ lại, đốt thứ hai cong lên nhưng mà đốt cuối vẫn trễ lại, sau đó đến đốt thứ hai đi xuống, đốt thứ ba vẫn quá đà đánh lên phía trên, sau đó thì cả ba đốt trải ra, cả ba đốt mới trải ra, trải dần ra đó, sau đó đốt đầu tiên đi lên, hai đốt kia trễ lại, sau đó đốt thứ hai đi lên, đốt thứ ba trễ lại, sau đó cả ba đốt đi lên, đó nó phải như vậy, thấy chưa? Ha, đó, một bài là mình phải làm chi tiết tới mức như vậy đó này, bấm play này, một bài là mình phải làm chi tiết tới mức như vậy thì mới thấy được cái đuôi nó mượt, đó, thế ha, nên bạn xem kỹ lại rồi sửa, cái bài này là rất là cơ bản, là sau khi làm được tốt bài này thì chúng ta sẽ áp dụng được những cái overlap cho tay chân, cho đầu, cho cơ thể ở những cái bài phía sau này rất là quan trọng đó. Chứ nó không phải đơn giản là cơ bản đâu.